Ngày 22 tháng 6 vừa qua, Viện Lập pháp Đài Loan đã xem xét dự thảo sửa đổi Điều 52 của Luật Dịch vụ Việc làm. Dự thảo quy định tất cả các lao động nước ngoài sau khi mãn hạn 3 năm làm việc không cần phải rời khỏi Đài Loan vẫn có thể gia hạn hợp đồng. Dự thảo này được cho là sẽ tạo nhiều thuận lợi cho lao động Việt Nam khi gia hạn hợp đồng lao động tại Đài Loan. Chị Tăng đã có hơn 11 năm làm khán hộ công, tức là giúp việc gia đình cho người bệnh ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan. Trước đây cứ 3 năm một lần, chị phải rời khỏi Đài Loan, trở lại Việt Nam làm các thủ tục gia hạn hợp đồng lao động. Điều này gây ra nhiều tốn kém về thời gian và tiền bạc cho chị. Vì vậy, chị rất mong việc sửa Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm của Đài Loan sớm được thông qua. Tôi cảm thấy rất tốt, tiết kiệm cho chúng tôi một khoản tiền lớn và thời gian. Ví dụ như tôi là trước khi về, nộp tiền cho môi giới là hết 30.000 đài tệ, tương đương với 1.000 đô la Mỹ. Và chủ cũng phải nộp cho môi giới 10.000 đài tệ, tương đương với 300 đô Mỹ. Cũng như chị Tăng, chị Huyền đến thành phố Tân Trúc chăm sóc người bệnh đã gần 6 năm. Chị được chủ nhà tín nhiệm, muốn gia hạn hợp đồng lần thứ hai. Nếu dự thảo sửa đổi Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm được thực hiện, chị sẽ không phải rời khỏi Đài Loan. Nếu có như vậy thì cũng giảm chi phí được cho em và cho nhà chủ rất nhiều. Em sắp hết hạn lần 2 nên chủ đang muốn làm thủ tục. Em mời em quay lại làm lần 3. Với ông Dương Chính Dung, phó giám đốc một công ty dệt may có 240 lao động Việt Nam, thì sau khi kết thúc hợp đồng, lao động Việt xuất cảnh phải mất khoảng từ 2 đến 3 tháng làm thủ tục mới để tái nhập cảnh. Điều này khiến cơ sở sản xuất của ông gặp nhiều khó khăn trong việc điều động nhân lực. Nếu như sắp tới Đài Loan sửa đổi luật, hủy bỏ quy định cũ, các doanh nghiệp có thể giảm bớt thời gian chờ đợi lao động làm thủ tục tái nhập cảnh. Đối với lao động có thể giảm bớt chi phí môi giới làm thủ tục tái nhập cảnh, lao động cũng ổn định, sản xuất cũng dễ quản lý. Đài Loan hiện có khoảng 180.000 người lao động Việt Nam đang làm việc, tập trung ở các thành phố Đài Trung, Đào Viên, Đài Nam, Tân Trúc. Thời gian tới, nếu Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm được sửa đổi và chính thức thực thi, thì hàng năm người lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí môi giới và thời gian đi lại giữa Việt Nam và Đài Loan để làm các thủ tục gia hạn hợp đồng lao động.